Cấm xem, nếu không muốn tiền đề ngạt thở, bà con giáp trúng số nhận biết bí mật này, tuần sau đổi đời. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, mỗi khi đông qua xuân đến thì vũ trụ càn khôn lại có sự chuyển mình. Vận khí mỗi người khi sang năm mới cũng có nhiều sự đổi thay. Việc nắm bắt thông tin tử vi các năm của 12 con giáp sẽ giúp cho mỗi người xung cát, kỵ hung, tìm lành, tránh dữ. Từ đó tạo điều kiện để xây dựng một cuộc sống ấm no, sung túc, ngày càng thịnh mãn trong thời gian tiếp theo và tương lai sắp tới. Và trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ về vận trình tuần sắp tới của ba con giáp này. Vận trình thay đổi đến bất ngờ, may mắn cứ liên tiếp kéo đến xếp hàng trước cửa, sầu sang nứt vách. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tìm hiểu xem đó là những con giáp nào. Liệu rằng mình có may mắn thuộc những con giáp này hay không, để có thể chủ động nắm bắt cơ hội của mình đón tài lộc vào nhà. Ngoài ra, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cấy hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý vị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Con giáp may mắn đầu tiên xin được chúc mừng tuổi Sửu. Xem tử vi đầu tuần sau cho thấy nguyệt lệnh lâm quan đới là tín hiệu tốt cho con đường sự nghiệp của những chú trâu. Bản mệnh đạt được những bước thăng tiến đáng ngưỡng mộ khi biết vận dụng hết những lợi thế sẵn có của mình. Đặc biệt là điềm báo tử vi cho thấy đây là những chú trâu cực kỳ may mắn, tài lộc luôn đến bất ngờ và những lúc bản mệnh chẳng thể ngờ tới. Tuy nhiên, con đường không chính thống sẽ không mang tới lợi ích lâu dài, nên bản mệnh chờ quá ham mà phiền muộn về sau. Trong số 12 con giáp thì bản mệnh sẽ có nhiều cơ hội đầu tư, kinh doanh, thu được lợi nhuận khá lớn về tay. Càng dấn thân dám nghĩ dám làm thì thành công có được lại càng to lớn. Trong năm thủy khí vượng, nếu làm ăn kinh doanh có thể liên quan đến yếu tố nước thì sẽ suôn sẻ hơn bình thường. Cơ hội phát tài cũng sẽ cao hơn. Sau đây sẽ là chi tiết về phương diện sự nghiệp cũng như tài lộc của mệnh chủ. Về phương diện sự nghiệp, trong tuần sau, tuổi Sửu sẽ đạt được những thành công đáng ngưỡng mộ nhất định trên con đường sự nghiệp của mình. Thành tích bản mệnh đạt được không ít, tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa với việc thăng chức. Nói chính xác hơn thì cơ hội để thăng tiến trong thời gian này của bản mệnh khá ít ỏi. Dù làm được thành tích làm việc xuất sắc, nhưng mối quan hệ với cấp trên của tuổi Sửu không được tốt, do có thể là một trong những rào cản trên con đường tiến thân của tuổi Sửu. Xem tử vi còn cho thấy một số bản mệnh vẫn sẽ đón tin thăng chức, song có thể đó là sự cân nhắc hữu danh vô thực khi mà quyền lực nắm trong tay không có sự thay đổi rõ rệt. Đó đơn giản chỉ là hình thức thay đổi chức vụ hoặc vị trí làm việc. Về phương diện tài lộc, xem tử vi đầu tuần sau cho thấy tuổi Sửu sẽ có một tuần cực kỳ rực rỡ với tiền bạc đầy tay. Bản mệnh được lục hợp quý nhân che chở và giúp đỡ, tạo điều kiện để tìm thấy cơ hội kiếm tiền hiếm có mà không phải ai cũng có được may mắn ấy. Thời điểm này, nếu có tiền bạc dư dôi thì mệnh chủ nên tập trung đầu tư vào các dự án lớn sẽ có lợi hơn. Tất nhiên, trước khi làm bất cứ việc gì cũng đều phải tìm hiểu thông tin cẩn thận. Dù sao thì cẩn tắc vô áy náy, đừng thấy mình may mắn mà chủ quan. Bản mệnh cũng nên dành thời gian để tích lũy kiến thức và kinh nghiệm cho mình. Chuyện kiếm tiền không chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào may mắn, nếu bản mệnh nghĩ thế thì đã sai lầm ngay từ bước đầu.
Chính vì vậy, trong thời gian này, Thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ Tuệ Sửu nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, giúp đầu óc tỉnh táo, minh mẫn khi giải quyết mọi vấn đề. Công việc vì thế cũng được hanh thông, thu hút tài lộc, sự may mắn. Đặc biệt ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi được tà ma, tăng cường cát khí, mang lại bình an cho bản mệnh trong thời gian sắp tới. Không những vậy, vật phẩm còn được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng để mang lại tác dụng cho gia chủ Tuệ Sửu, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai là tuổi Dậu. Xem tử vi nhận thấy, tuổi Dậu đón một tuần mới với tinh thần hân hoan, khi vạn sự cát lành, nhờ tin mừng ập đến, mọi sự hanh thông, hứa hẹn thu hoạch kết quả tốt lành. Công việc có nhiều chuyển biến tích cực nhờ nguyên lệnh Lâm Đế Vượng, là điểm báo vượng vận quý nhân. Đường công danh được trợ lực lớn, gặt hái thành quả đáng nể. Tuy trong quá trình làm việc vẫn gặp chút trở ngại ban đầu, nhưng mức độ không lớn. Sau cùng vẫn được xử lý đâu vào đó, không ảnh hưởng đến cục diện. Tuy nhiên, trong tuần có thiên hình tàng ẩn, kẻ tiểu nhân quấy phá, mệnh chủ nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, tỉnh táo trong các mối quan hệ để tránh hung hiểm. Ngoài ra, tài vận duy trì của mệnh chủ tuần này chỉ ở mức bình ổn, hầu như không có thứ tài, thu nhập chủ yếu vẫn phải dựa vào chính tài, tức công việc chính hiện tại. Nhưng bản mệnh vẫn cần đề phòng tiểu nhân hãm hại nhằm hóc tay trên, lại thêm tiểu hao hung tinh có thể khiến cho bản mệnh phải tốn kém không ít tiền bạc vào những mục đích không chính đáng. Phương diện tình cảm tạm ổn, không phát sinh quá nhiều mâu thuẫn trong tình yêu, đôi lứa. Gia đạo an yên sau khi tuổi Dậu và nửa kia chung tay giải quyết xung đột trong gia đình. Cụ thể, về phương diện sự nghiệp, tử vi 2021 nhận thấy đường công danh sự nghiệp của tuổi Dậu trong tuần tới đang có nhiều bước tiến đáng mong đợi. Nguyên lệnh Lâm Đắc Đế Vượng, thời gian này vận quý nhân của tuổi Dậu khởi vượng, làm gì cũng dễ tìm được quý nhân giúp sức. Các kế hoạch mà bản mệnh đề ra đều được đánh giá cao, có dự án lập tức được phê chuẩn để tiến hành. Có nhiều lời khen ngợi bởi những suy nghĩ táo bạo, độc đáo của bản mệnh. Thời điểm này, những chú gà càng chủ động bao nhiêu thì càng dễ gặt hái được thành công. Tuy nhiên, có thiên hình hung tinh tàng ẩn kẻ tiểu nhân quấy phá, không thể không đề phòng. Mệnh chủ nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, tỉnh táo trong các mối quan hệ để tránh hung hiểm. Dường như những bước thăng tiến quá nhanh sẽ khiến cho tuổi Dậu trở thành cái gai trong mắt kẻ lòng dạ hẹp hòi, thành mục tiêu để tiểu nhân quấy phá. Những trở ngại ban đầu sẽ sớm qua nhanh, quý nhân giúp bản mệnh thêm phần minh mẫn và tỉnh táo, cộng thêm năng lực và sự nhạy bén vốn có, tuổi Dậu vẫn có thể xử lý mọi chuyện đâu vào đó, không ảnh hưởng đến cục diện. Về phương diện tài lộc, tình hình tài chính của tuổi Dậu trong tuần này duy trì ở mức bình ổn, hầu như không có thú tài, thu nhập chủ yếu vẫn dựa vào chính tài, tức công việc chính hiện tại. Nhưng bản mệnh cần đề phòng tiểu nhân hãm hại nhằm hớt tay trên, lại thêm tiểu hao hung tinh có thể khiến bản mệnh phải tốn kém không ít tiền bạc vào những mục đích không chính đáng. Còn có kiếp tài chiếu mệnh nên tuổi Dậu càng khó giữ tiền trong tay, bản mệnh chi tiêu khá nhiều cho những kế hoạch, có chuyện là không thể tránh, nhưng có chuyện hoàn toàn là do bản mệnh quá thoáng tay, bản mệnh cần phải cân nhắc trước khi tiêu tiền. Bên cạnh đó, thời điểm có nhiều hung tinh hao tài xuất hiện, chỉ cần ổn định may mắn, không cầu mong đại phát, tài lợi. Bản mệnh tốt nhất nên tránh xa các hạng mục đầu tư mạo hiểm, tránh bất tắc xảy ra. Có tiền nên tích lũy đợi thời cơ trở mình sẽ tốt hơn. Đặc biệt để mọi việc được phát triển một cách hanh thông, thuận lợi, thì mệnh chủ tuổi Dậu hãy nhớ mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp mệnh chủ đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp mệnh chủ xua đuổi được những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Vòng còn giúp bản mệnh hóa giải những thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vật phẩm sẽ giúp tuổi Dậu tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành,
đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Không những vậy, vật phẩm còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Dậu để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba là tuổi Hợi. Xem tử vi đầu tuần sau cho thấy vận trình của tuổi Hợi đang trên đà phát triển nhờ được quý nhân Nhị Hợp nâng đỡ. Bản mệnh sẽ thấy công việc tiến triển tốt nhờ quý nhân vượng vận, được trợ giúp từ nhiều phương diện và rất có lợi cho đường tiến thân của bản mệnh. Đối với tuổi Hợi, bạn hiểu cơ hội không phải lúc nào cũng sẵn có nên luôn tranh thủ từng cơ hội có lợi cho mình. Nhờ sự xông xáo của mình, công việc của tuổi Hợi tiến triển thuận lợi, làm tới đâu, nhìn thấy kết quả tới đó. Cơ hội thăng tiến rộng mở, hãy mạnh dạn đề xuất ý tưởng, phương thức làm mới. Chắc chắn bản mệnh sẽ được cấp trên đánh giá cao với sự đóng góp hăng hái của mình. Tài vận trong tuần cũng khá sáng nhờ có các tinh thực thần soi chiếu, tài lộc chuyển biến tích cực và ổn định hơn trước. Các nguồn thu khá dồi dào đến từ nhiều nguồn chứ không chỉ từ công việc chính thức. Có thể tiến hành đầu tư hay mở rộng quy mô kinh doanh, sản xuất. May mắn hơn nữa khi sao Thái Âm phù trợ nhân duyên xuất hiện trong tuần này sẽ giúp chuyện tình cảm của tuổi Hợi tiến triển tốt đẹp. Bản mệnh tâm tình vui vẻ, tràn đầy sức hút, nhân duyên khác giới ngày càng vượng, có nhiều cơ hội thoát khỏi kiếp độc thân. Tình cảm vợ chồng hài hòa, cùng cố gắng xây dựng hạnh phúc gia đình và nuôi dạy con cái. Chỉ cần giữa cả hai luôn có sự cảm thông, chia sẻ thì việc gì cũng giải quyết ổn thỏa, sóng gió nào cũng qua. Phần trình chi tiết của tuổi Hợi như sau. Về phương diện sự nghiệp, trong tuần, tiến trình sự nghiệp của tuổi Hợi có những bước đi lên đáng kể, mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ. Điều này tạo ra động lực rất lớn để bản mệnh luôn luôn phấn đấu vươn lên. Thời gian này, mệnh chủ được cục diện Nhị Hợp che chở, yểm báo rất vượng vận quý nhân. Làm công việc lớn nhỏ gì đều có sự trợ giúp, nên mọi việc tiến triển khá suôn sẻ. Nhưng chủ yếu vẫn là sự nỗ lực của chính mình. Cũng nhờ sự xông xáo của mình, công việc của tuổi Hợi tiến triển thuận lợi. Làm tới đâu, nhìn thấy kết quả tới đó. Cơ hội thăng tiến rộng mở. Chỉ cần mạnh dạn đề xuất ý tưởng, phương thức làm mới, thay đổi tư duy và cách làm việc, chắc chắn bản mệnh sẽ được cấp trên đánh giá cao với sự đóng góp hăng hái của bản thân. Hơn nữa, bản mệnh biết cách thuận theo hướng phát triển mà lựa mình, linh hoạt thay đổi để không đánh mất bản sắc mà vẫn gây được sự chú ý nhất định. Trời không phụ lòng người có công, dám nghĩ dám làm sẽ được đền đáp xứng đáng. Về phương diện tài lộc, chẳng những công việc mà phương diện tài chính của con giáp này cũng đón nhận nhiều tin vui trong tuần tới. Cả chính tài và thứ tài đều khả quan. Nhờ có các tinh thực thần soi chiếu, tài lộc chuyển biến tích cực và ổn định hơn. Các nguồn thu khá dồi dào đến từ nhiều nguồn chứ không chỉ từ công việc chính. Thời điểm này còn thích hợp cho đầu tư, mở rộng kinh doanh, sản xuất. Khi nhiều cơ hội kiếm tiền xuất hiện, đặc biệt là bản mệnh sẽ có quý nhân ở bên trợ giúp, nhờ thế mà chuyện làm ăn thuận lợi suôn sẻ. Cùng đà phát triển này, bản mệnh có thể thực hiện kế hoạch đầu tư hay mở rộng quy mô kinh doanh của mình thoải mái. Trong quá trình thực hiện, có thể không tránh được gặp chút trục trặc, nhưng bản mệnh biết cách nhanh trí xử lý, lại thêm các tinh vây quanh. Cuối cùng đầu sẽ vào đó, đạt được kết quả mãn nguyện. Tuy nhiên tài khí đương lúc vượng, nhưng nếu không có kế hoạch tài chính rõ ràng, nguy cơ hao tài vẫn luôn rình rập. Sau đó bản mệnh cần có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, cố gắng tích lũy cho tương lai thì không có gì phải lo lắng. Ngoài ra để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hanh thông, sự nghiệp tiến triển tốt, Thế Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Hợi hãy sử dụng pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời khi mang pháp khí bên mình sẽ như một tấm bùa hộ thân, bảo vệ, tương trợ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm Tân Sửu. Đặc biệt vật phẩm đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho mệnh chủ tuổi Hợi. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ với quý vị về tử vi của ba con giáp sẽ gặp may mắn trong tuần tới. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi chương trình.
mọi người đừng quên like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.